xôn xao đoạn clip mẹ đặt con vào võng quán bên đường rồi bỏ đi. Theo người chủ quán cho biết, bé sơ sinh bị bỏ lại quán ước chừng chỉ mới 3 tháng tuổi, hiện người này đã gọi điện cho cơ quan chức năng xuống làm việc. Ngày hôm nay, mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà của một em bé đã bị bỏ lại trong một quán ven đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo như đoạn video từ camera an ninh của quán ghi lại, vào khoảng trưa ngày hôm qua mùng 4 tháng 10, một người phụ nữ bé theo một con nhỏ bắt xe máy đến một quán nước ven đường, hiện chưa rõ địa chỉ cụ thể của quán này ở đâu. Thời điểm này, chỉ có một người phụ nữ và một thanh niên nằm võng trong quán. Sau khi đặt con nằm yên và ru ngủ, người phụ nữ tìm cách đánh lạc hướng để hai người này rời đi. Khoảng 2 tiếng sau đó, sau khi thấy không còn ai trong quán, người phụ nữ này đột nhiên bỏ lại đứa trẻ đang nằm trên võng với một túi đồ dưới đất rồi lẳng lặng bỏ đi mà không hề ngoái lại dù chỉ một lần. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã vô cùng phẫn nộ với hành vi lạnh lùng, vô cảm của người mẹ, đồng thời cũng bày tỏ nỗi xót xa cho em bé hiện còn đang quá nhỏ để hiểu được cuộc đời của mình đã lẽ sang một trang khác.